đầu bái phục. Dâng lên nhảy mũi chớ khiêm nhường thái quá. Thủy sơn động đêm ngày chúng ta trao luyện. Chỉ mong sao gió giăng kim toàn cho sư môn rạng rỡ quay vàng. Thời gian nhàn an thủy sơn mây ngàn. Đường công danh chỉ thoáng mờ như bóng. Hãy đứng lên, Bích Vân, Bích Liên. Dạ. Hãy vào trong tịnh thất của ta, lấy cặp thư hụt kiếm và bầu lĩnh đơn mang đến. Sư huynh tuân lệnh. Ngũ Tiểu Thanh. Dạ. Ta hiểu nỗi băn khoăn của môn đệ. Hơn nữa, nghiệp trực duyên con phải chịu đa mang. Ta sẽ cho con trẻ hạ sang, đem tài sức bảo an tấn quốc. Sư mẫu. Cho trẻ khờ tìm tu hướng nhàn,
thâm tình nhau. Chuyện gì mà kích cổ cung nữ? Hoàng Mẫu! Hoàng Mẫu! Hoàng Mẫu! Tỉnh lại mẹ! Hoàng Mẫu! Hoàng Mẫu! Cung nữ! Có chuyện gì mà hoàng ta bất tỉnh? Dạ! Chúng con đang phò hoàng thái hậu dạo chơi vừa ngự nguyện, bỗng nhiên có ngô cùng phong tối mình một góc trời! Hoàng thái hậu cất tiếng tét la rồi bất tỉnh! Sao lạ thế? Kìa! Hoàng Mẫu! Hoàng Mẫu đã tỉnh rồi! May quá! Mẹ đã tỉnh lại rồi! Tạ ơn trời Phật. Mẹ! Mẹ! Giang ra! Giang ra! Lời quỷ dữ! Mẹ! Kìa! Hoàng Mẫu ơi! Con đây mà! Mẹ! Chư huynh của con là hoàng đế Tấn Bang, chồng con là quận Mã, con là quận chúa Mai Sương, là cô của mẹ. Trên nào có quỷ dữ ở đây? Giang ra! Yêu tình hai màu tránh xa, giang sinh xuân thương thương tha. Gần chúa mới thương con không, này con này anh mới bước tới đây mà chào cùng ai. Ta thù mi đứa gian tham tàn, coi chừng bà nội bắt mi. Thương thay đời mẫu thần, nay phải cam cuồng tâm, chứ khanh tính toán phương nào cứu thái đường bình yên. Chuông tròn tay nương để bao an triều cương. Các quan có cách nào cứu mẫu hoàng không? Tâu bệ hạ, xin hãy đưa lệnh bà vào cung chương yên nghỉ, cho cung nhân chăm sóc dưỡng an. Bởi tâm thần điên loạn mê man, bệ hạ nên đòi ngự y đến đầu thang chẩn mạch. À, lời thái phó quan đẹp y quả nhân. Trực điện quân khẩn cấp gọi ngự y. Cung nữ, đưa mẫu hoàng vào cung nội. Tuân lệnh, thỉnh lệnh bà. Không không, tao không đi, tao không đi mà. Mẹ, theo con đi mẹ. Không, thả tao ra, thả mẹ. Tao ra. Mẹ. Dạ. Thần ngự y Tấn Quốc xin bái kiến thiên nhan. Ngự y khanh, hoàng thái hậu đang xem qua ngắm cảnh, bỗng có ngọn cuồng phong nên bất tỉnh hôn mê. Khi tỉnh lại thì cuồng tắm loạn trí. Khanh hãy đến cung hoàng chuẩn mạch xem thái nương bệnh trạng ra sao. Xin tuân lệnh. Lành thay, mạch tim chẳng hề loạn, tâm trí mê man, não cân sao lạ lùng nào tìm ra. Buồn điên, lòng nghi, bên căn chính là tà yêu. Tâu bệ hạ. Hiền khanh, thế nào hả hiền khanh? Mạch lý của thái hậu không hề loạn động. Vậy thì chứng tỏ rằng vẫn khỏe mạnh bình an. Thế à? Nhưng ưu hạ xem qua thần sắc kinh hoàng. Sao? Dường như phản phất mang yêu khí. Hả? Trời ơi, triều Tấn Quốc lại trở sanh ma quỷ. Trời ơi, nếu thế thì còn chỉ sanh ma mẹ tôi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẫu. Dương mẫu ơi làm sao, con cứu nguy vẹn toàn thâm ân đến tròn cầu, hiếu thân bấy lâu. Hỡi các quan đại thần dương cung, có tu chi
trăm dân đền bồi nửa giang sáng ngang. Nếu phải cam chuộng đời mai sương chân tí chi mong cầu ơn trời xót thương tình, làm sao có thánh đi mà trí dùm bình căng mẹ an lành ngày nay thương mẫu thân tâm tư suốt đời. Hỡi Dương huynh nên nén lòng hỏi xem quan dân tấn trào thuốc hay mau dân hiến vào cứu liền đời thân mẫu bình an ta báo ơn. Tâu bệ hạ, hoàng thái hậu lâm nguy tai biến, hạ thần xin dân hiến đôi lời. Thế nào lĩnh thanh quân tâm thành khẩn đất trời, giáng hoàng bản đón mời lượng y giỏi, từ quan quân trung dân tấn quốc hãy trổ tài cứu mạng thái nương. Hay, hay lắm. Trẫm phụ thác cho thái phó quan chu toàn mọi việc, hãy truyền khắp trong đào ngoài quận, từ văn quan võ bá đến thần dân ngay trổ tài cứu bệnh mẹ quá nhân an lành ơi cung thầm. Trẫm ghi ơn vào tâm khảm, nếu người có tài là một nghi nam trang sẽ chia hai cương thổ tấn hoàng, còn tuổi cao tác cả đám đang hướng dạng hộ hầu tước bàn. Nếu trang hồng nhan tài ba đức ghi độ ân ngộ đáp mi đền bằng ngôi vị diêu dương, cùng với quả nhân ước nguyện ca nghe tường cứu mẹ miên trường ta chẳng hí ngôn. Lời của thiên nhãn thái hậu sẽ sanh tồn, thân hạ ta từ về vinh môn. Những thái phó quan cần lo khẩn cấp, đã hưởng lộc vua trung quân nên bồi đắp. Hoàng ban gửi mời nội ngoại hoàng môn thành thị xuống tôn quan chức vinh lành. Quận nương cũng nên tế đạo tâm thành, thiêu thảo trọn dành mẹ sẽ bình an. Qua quả hương đăng đèn nhang khấn lại, hà thành kinh nguyện cầu trời Phật chứng minh. Ân cũng xót xa cho thái hậu cung đình, hết giả tận tình tìm các danh ly. Thái phó hải mau truyền lệnh tức, thì ta khó chỉ vì khi hoàng mẫu lâm nguy. Bái tạ thanh quân, thần về dinh chu toàn mọi việc, thần cúi chào quận nương và quận mã. Âm dài vang cầu thiên quang, xót cho sơn hà triều ca tân quốc khiến xuôi danh y dõi nài, dùng tay ba cứu thái nương bói dương tai ương đang kề lo âu trăm bề, lòng trung thần gia ta tái thề biết phương nào qua bao ê. Dạ bẩm thái phó. Điều chi? Có một nàng con gái tuổi tròn trăng, diện mạo đoan trang,
muốn xin vào bãi mạng cao quan, bảo là có tiên dược cứu nguy thái hậu. Hãy mời vào lập tức. Chắc Phật trời đã chứng giả khẩn cầu, nhưng nhớ tra xét kỹ khi cho vào dinh phủ đa ngang. Xin tuân lệnh. Dạ, con xin bái mạng cao quan. Ta miễn lễ, cô nương hãy đứng lên. Ta dưới đó chưa hề quen biết, ngắm dung nghi dường như đã gặp qua. Cô muốn cứu mạng thái hậu hoàng gia, lão sẽ đưa vào chôn triều ca bái mạng. Bẩm ông, chuyện cứu thái hậu con không hề sao lãng, nhưng ông vui lòng giúp cháu một điều, hãy chỉ dùm thái phó đương triều cho con gặp trước, sẽ có nhiều chuyện lạ. Thái phó chính là ta đây. Xin lỗi, có phải ngài tên gọi là Ngũ Tiểu Lương? Chính lão. Mà cô hỏi đây làm gì? Cha ơi, cha. Bao năm qua cam chia xa, hỡi cô nương tường phân đầu đuôi sao trước, chúng ta vốn không quen biết, do cớ sao thốt lên tiếng cha? Bởi căn phần con hiền con thơ, mẫu thân đưa trẻ vui sao dường, do giông bao trùm cuốn trôi con xa lìa tự quyên. Tên Ngũ Tiểu thanh thang năm yên lành, nhờ binh gia ban truyền binh pháp, do cơ trời nên con xuống non. Cứ nguy cha già mẫu thân con chính là đỉnh nương, mảnh gương kim tiền đã trao sang lúc còn thơ ngây. Cha nhìn đây thăm tình từ lâu cách xa, nay giao hòa phu tử cùng mà trung quan. Trời ơi, cầm mảnh kim tiền hồi tưởng lại thời gian, ta đổ lệ khóc than khi chia đàn phụ tử. Cuồng phong đã cuốn trôi con trẻ lìa xa xứ, nỗi sầu chim ngự cả tâm tư, hoằng nặng chữ thâm tình. Tàn tóc phủ trùm lên khi con biệt gia đình, mẹ trẻ nặng nhớ thương nên lụy mình, bi thiết tự giết cuộc đời mình với căn bệnh trầm kha. Trời ơi, trăn trở thăm lễ nhòa gào thép khóc la, xin thương trả tiểu thanh để tương hòa con mẹ. Đêm ngày vẫn bạc tinh thổn thức sầu cô lẻ, mẹ trẻ trúc tàn hơi trong buồn bé âm thầm. Mẹ ơi, nếu thăng trầm chôn lớp một tình thâm, giọng hương quải xa tâm khấn thầm hồn thân màu, sầu lũy tuổi thân mẹ hiền nào rõ thu, dấu bể đoạn trường câu nghĩa đoạn tình ly. Tiểu thanh con, mẹ con mất đi ấy cũng do phận số, con nén sầu đau khổ dạ tư lương, phụ tử được đoàn viên trời Phật nhũ lọc thương. Từ nay cha cô trẻ sớm hôm thường phụng dưỡng. Cha ơi, sư mẫu con đã hiểu tường báo tâm tưởng, cho con xuống non chung chí hướng cứu thái hoàng. Cha hãy tiến cử con vào chốn cung vàng, để con dùng tài phép chữa an lành cho thái hậu. Hay lắm Ngũ Tiểu thanh con. Cha, con mau cùng với cha đi đến cung hoàng gia, mong sao thấy nương an hòa để nước dân nhàn ca. Cầu thần tôi mong mưa sao vẫn giữ
thương lòng yêu thích, yên tâm trọn hiếu ân, rơi đức nhân toàn dân. Đi con. Lo căn bệnh mẫu hoàng, hai em chẳng lãng sao? Dương huynh định tâm trí, chớ ưu sầu bi thảm. Hai em ơi, nhìn hoàng mẫu cùng tâm ta vô cùng thương cảm. Làm cách nào cho lành bệnh thái nương? Ta mới khỏi tư lương thổn thức suốt canh trường, mới yên lòng bình ngồi vương cho an vững cung đường. Hiếu cảm nắng lo lường trời Phật sẽ xót thương, tâm ngai thảo ngoan hiền của một vị đế vương. Lương y thần dược tỏ tường, mẫu hoàng thoát nạn an cư. Dương quân tổ thánh quân điện tiền, em sẽ lên nam thiên tâm chân thành giang cầu quan âm đức ân lành ban suy chàng thân mẫu qua tai nạn đã hỡi thương tình ban lên truyền mai xưa nơi thảo am nguyên cầu dương mẫu không đau sâu đầy lòng nhân hãy liền mau chân nhang khói nguyện
thì dương mẫu thoát nguy ta yêu. Ta trùng tu tháo am tôn thờ. Em về cung lễ hương đăng trình. Quận chúa hãy đến am dân bái biệt chương quân. Tâu kim thượng, có quan thái phó xin vào bái kiến. Truyền cho quan thái phó nhập cung. Dạ, thần thái phó quan bái mạng thanh hoàng, chúc cầu an hảo. Quả nhân miệng lễ, thái phó hai bình thân. Đa tạ hoàng ân. Chào quận mã. Chào ngài thái phó. Tâu bệ hạ, nhờ hồng đức tiên dương lưu dấu, kẻ hạ thần đã tìm được lương y. Hả? Khanh đã tìm được lương y à? Tốt lắm, tốt lắm. Rồi để quả nhân sẽ trọng thưởng. Nào, khanh hãy đưa lương y vào cứu nạn thái nương. Tâu bệ hạ, lương y này không ai xa lạ, chính thật là con của lão phu. Thế à? Xa biệt gia đình, học phép tài mười mấy thù, vốn phận nữ lưu, nên ngài ngùng vào điện loan. Cứu hoàng mẫu bình an đâu chấp lễ nhang hồng. Thái phó quan chớ rào đón quanh vòng, đưa nàng vào chốn cung rồng. Chùa xót nóng lòng cho mẹ ta, dù quê cách đào qua nhưng đủ tài thì ân cứu mạng thay hoàng, ân nghĩa nặng muôn ngàn, thiên tử không màng lễ nghi. Giữa chốn cung vi lão thần cảm tạ, trên lĩnh thanh hoàng và quận mã đói thương. Truyền trực điển quân mau gọi cô nương Ngũ Tiểu Thanh vào cung dương. Xin lĩnh tướng lệnh. Dạ, Ngũ Tiểu Thanh bái tạ thánh hoàng, chúc kim thượng niên trường vĩnh cửu. Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư hãy tọa an, chớ quá ư trọng lễ. Đội ơn bệ hạ. Kìa tiểu thanh con, còn đây là quận mã Triều Ca. Dạ, tiểu thanh bái mừng quận mã. Đáp lễ Ngũ tiểu thư, trẫm nghe thái phó tâu rằng tiểu thư có tài cứu an thái hậu, có đúng không? Phiền nàng hãy thi ân. Tâu bệ hạ, sư môn đã ban truyền tiên phán, đây bạch hoa trắng xinh và xanh ngát dưới sương mơ, cành xanh gió thoáng đưa bướm bay đầy ngon, nắng trái đưa ngào ngạt tiếng cười từng đôi gắn trai, trời thu vũ văng mê lúa đồng thu. Các chị ơi,
Chị có nhìn thấy gì không? Thấy cái gì đâu? Đó, 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 đó. Từ xa, từ xa, từ xa đi tới đó, đó, đó. Thì còn ai nữa? Là chàng ngốc của lòng người ta chứ còn ai nữa? Các chị kì quá à. Các chị cứ chọc em hoài. Coi kìa, coi kìa, mắc cỡ, em mắc cỡ. Nè, nè. Anh chàng lọ lem của người ta ơi. Sáng hôm nay, gánh than về muộn. Anh đó không? Thôi thôi, các chị hãy để anh Hà Lâm đi. Kẻo trưa mà bọn chị em mình nó cũng không có về nhà kịp à nha. Cảm ơn, cảm ơn. Coi kìa, coi cái mặt mắc cỡ. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bạch Qua thôn của mình đẹp thế này, con gái của thôn Bạch Qua xinh như thế kia, mà Tam Nguyên Tánh lại bỏ đi tu. Ồ, thật là đáng tiếc. Mô Phật, đạo lớn như đại địa, tri người như bụi nhỏ. Nè, xin nhị ca đừng lấy tâm mình mà xét tâm người. Nhưng mà... Chân ly như nước, uống như trà thơm. Ai khác nay uống, ai uống nay biết, thưa nhị ca. Không nhị tam tứ gì hết. Này, ta trọng đại ca của ta. Và đây nguyên tánh ta cũng thương. Kỳ này tam đệ về thăm quê nhà là ta không cho đi tu nữa. Ta nhất định bắt tam đệ phải hoàn tốt, phải ăn thịt chó, phải uống rượu với ta. Vì chúng ta là nhị đệ. Nhị đệ không nên nói đùa như thế mà mang tội. Ồ, có tội lỗi qua xong hết tội à. Mộc tử này không nói đùa. Mộc tử đã quyết, một là làm cường sâm, hai là làm võ quan cho bạn bè cùng vinh hiển. Ô Phật. Tam đệ hãy mở miệng rằng mô Phật, mô Phật. Ta chỉ biết mô thịt heo, thịt chó, rượu ngon gái đẹp. Vì chúng ta là bằng hữu chung xóm chung làng, đã thề kết nghĩa cộng hưởng vui buồn, nên ta không đành tâm để đại ca mang thang, còn tam để thì đi tu. Mô Phật, tu là học phá tâm bành lục tặc, chứ chẳng gì đói cơm mà nâng cửa từ bi. Ta bán tàu lem đuốc cực khổ hơn người, nhưng ta thấy hạnh phúc và sạch hơn đời. Nhĩ đệ mơ làm quan là muốn trèo cao, nghe có chừng té đầu. Ôi đời yếu thua mạnh được, em chán nghề lương thiện, đông củi lầm than đổi gạo thân. Nhị đệ, nhị đệ à, đời ai chen lấn mặt ai, ta nên vui chữ an bần lạc đạo. Ôi dẹp, đại ca lại nhiễm cái đạo sống của thầy tu rồi. Bần thì làm sao mà an, hết gạo thì làm sao mà lạc. Đời đã dạy em, muốn sống là phải mạnh, mà muốn mạnh là phải ăn cho thật nhiều, mà muốn ăn nhiều thì phải có tiền nhiều. Đây, rượu đây, thịt rừng đây, đại ca và tam đệ hãy ăn đi, hãy say đi, mời tam đệ. Mô Phật, giảng tả lòng thương tưởng của nhị ca, nhưng bần tăng muốn nói... Thôi, đừng thuyết pháp nữa. Nhị ca... Không có nhị tam tứ gì hết. Đây thịt ngon, đây rượu ngon, ăn đi, uống đi. Nhị đệ. Đại ca không có quyền cấm em tỏ lòng thương yêu và lo cho bằng hữu. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Mộc tử này khi đã quyết, chỉ có trời can, ta sẽ dùng sức ép thầy tu. Tu đâu cho bằng tu tại gia. Này tam đệ, ta muốn em hoàn tục. Nhị đệ không có quyền bắt người làm thứ mình. Đạo bằng hữu là thương nhau và cộng hướng buồn vui. Tam đệ đang mê mình hãy gọi lại. Nhị ca mê muội lại nói người lầm lạc. Với sức mạnh giết hùng, ta bắt em phải vâng lời. Mô Phật, tiểu đệ sẵn sàng tuân lệnh nhị ca. Ăn hết thịt,
uống hết rượu kia. Tám đệ. Có thể chứ. Thưa nhị ca, em chỉ chiều ý nhị ca với điều kiện. Tu mà nhiều chuyện quá. Điều kiện gì? Nếu nhị ca trả lời được những câu hỏi của em. Cái đó tốt thôi. Vì khắp thôn Bạch Hoa và cả những vùng rừng núi xa xôi kia, mộc tử này không phải chỉ gian danh nhờ võ nghệ và thần lực. Đúng. Miệng lưỡi và tính ngang bướng của em, mấy cô hàng thịt hàng tôm còn phải ngán. Đại ca Mô Phật, tiểu đệ xin hỏi đây. Xin hỏi, hằng ngày nhị ca đun củi bằng gì? Hỏi câu dư quá rồi. Dĩ nhiên là bằng búa. Giết thú dữ bằng gì? Thì cũng bằng búa. Nhưng là đôi búa tạ bằng xương bằng thịt này. Mô Phật, bần tăng biết nhị ca mộc tử có thiết quyền thần lực. Nếu nhị ca giết giặc dữ thì phải dùng gì? Thì ta... Nhị đệ nghe kỹ đây. Giặc dữ vô hình. Giặc dữ vô hình. Rồi, tam đệ nói cùng rồi. Làm gì có giặc dữ vô hình? Mô Phật, có chứ. Đó là sáu tên giặc, là lục tặc nguy hiểm, cha đẻ của tam bành. Tham sân si lục tặc đó là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý. Bần đạo ăn chay và đi tu là để hàng phục giặc trong thân. Nhị ca muốn nuôi giặc dữ để hại nguyên tánh này thì tại sao gọi là thương? Ta... Hay! Thế thì nhị đệ thua lý. Cấm! Không được đòi bắt tam đệ hoàng tục vì ăn mặn nữa. Ta... Ô, đại ca! Đại hỷ quá là diệu lý! Xin lỗi, đại nhân đây... Lão già này ở đâu vô nè? Biết gì mà xí vô? Biết gì mà diệu lý? Đi chỗ khác chơi! Xin lỗi quý bằng hữu. Ai là bằng hữu của ông? Ta không có bằng hữu với ông gì hết trơn á. Mộc tử này đang bực nè. Chọc ta nổ nóng thì coi chừng đấy. Võ lâm cũng như thiền lâm, người không biết dằn kiêu khí thì dễ đi lạc lối lầm đường lâm đo trang sĩ. Mô Phật, đây quả là lời chỉ giáo của bậc đại hiền. Xin vạn tạ. Không có vạn tạ, dẹp. Vạn tạ cái con khỉ khô. Coi chừng búa tạ của ta dung lên thì khổ đó. Lão già kia, đi chỗ khác chơi. Ta... Kìa, tưởng là ai, hóa ra là quan thái sử. Sao? Quan thái sử? Chết cha rồi. Mô Phật, thật vạn hạnh. Dạ, tên tiều phu này thật là thô lỗ. Mộc tử hãy mau tạ lỗi với đại quan đi. Dạ, mộc tử này... Không sao, xin Ly Mẫu yên tâm. Lỗi là do tôi, vì muốn biết nhân tình thế thái nó năng mặc như thường nhân. Dạng hạnh nên bất ngờ được gặp cao tăng. Xin thỉnh đại đức dời gót đến Trần Gia Trang để chúng ta truyền đàm luận đạo. Dạng hạnh, xin cao biệt Ly Mẫu, xin tạm biệt nhị vị, xin mời. Tạm biệt đại ca và nhị ca. Còn tôi, còn một tử này rồi. Củi thì ở lại với Thang, tiểu phu thì ở lại với thằng bắn dạo. Nếu quan thái sử mời chúng ta cùng theo thì đâu có nói lời tạm biệt. Dạ, chúng tôi xin tiễn ngài. Có lẽ đệ phải đổi tên một tử thành ra ngốc tử mới đúng. Kìa, Hương Lan, con đã về. Mẹ, kính chào mẹ. Chào anh Hà Long, chào anh Mộc Tử. Hương Lan. Ôi trời. Đẹp quá. Xin chào người đẹp Bạch Hoa thôn. Quý, cái anh này kỳ quá à. Hương Lan, sao bữa nay con đi hái trà về sớm vậy? Dạ thưa mẹ, con về sớm vì bình minh lên sớm. Trái lúa vàng bạc bạc sương ướt đẫm lên khắp cả vườn trà bướm lượn dòng len nhẹ tiền qua cơn gió thoảng qua lại đó.
lòng cánh hoa bướm mộng giật mình dội vàng tung bay. Kìa, bữa nay con của mẹ nói gì mà mẹ không hiểu? Mẹ ơi, con muốn nói sáng nay bạch hoa thôn của mình sao mà đẹp, đẹp hơn tất cả những gì mà con thường thấy trong mơ. Mẹ ơi, con thường thấy trong mơ một trời hồng lung linh giữa sóng ngàn nhung lụa và một rừng hoa đẹp, đẹp muôn màu chìm lưng lửng với hồ trăng, có đèn sao lấp lánh giữa thuyền mây. Thôi, con gái của mẹ đừng nói chuyện mơ mơ mộng mộng nữa. Hương Lan con, dạ, con có thấy gì không? À, mấy con chim đó hả mẹ? Phải đó, đó là những cánh chim bay vội vàng sợ hãi vì giữa lá hoa tươi thắm có người nào rình rập dương cung định gieo tóc tan cho chim lành. Nhìn chim mà mẹ thấy bâng khuâng như lo sợ có điều gì không may. Mẹ ơi, có gì mà mẹ giận dữ lo sợ khi vườn hoa trắng thêm trắng màu xanh, khi vườn trà xanh xanh tắt một màu sông ngạt ngào hương đời âu ca. Mẹ lo có cảnh lá heo hoa tàn mặt đất bằng nổi dậy phong ba. Bác hai, bác hai, bác hai ơi. Bác hai ơi, có một đoàn binh mã từ đầu thôn Lâm Ly đi tới. Có lẽ là một đoàn người đi săn, mà cũng có thể là ăn cướp rừng. Anh Hà Lâm, anh đừng có nói lang bang ăn cướp đâu giữa thời bình an. Con à, đời bà phải hết yên rồi tới loạn, hết ngày sang thì đến đêm đen. Cũng như đông lên thì thu tàn, đông mà tàn thì tôi chịu ế than. Nè, anh ban ế than thì tôi đây sẵn sàng cho anh gửi nhờ trong bếp lửa cháy lan. Hương Lan, cô nói thì làm liền. Xin Hương Lan vui lòng cho tôi gửi nhờ vô bếp mới than này. À, kìa cháu Hà Lâm, Hương Lan nó nói chơi mà cháu giận à? Dạ không, không phải cháu giận mà cháu nói thiệt đó. Dạ thưa bác, đây là mớ than cháu dành riêng cho bác để nấu trà. À, dạ, nấu trà để cháu và các bạn cháu uống nữa. À, nói vậy à, để bác xin nhận cho cháu vui. Ừ, nói vậy ha, để em vào trong em pha trà cho anh với mẹ uống ha. Đừng có đi đâu hết rồi nha, đi bậy con gái nó bắt đó. Ồ, cô này kỳ ghê. Ơi, ai biểu cháu có tật sợ gái làm chi, để cho nó chọc rồi mắc cỡ. Bác, nghe đây, nghe đây, nghe đây, nghe đây, truyền cho chúng dân phải cúc cung cúi mặt khi thanh chúa lâm hành. Nghe đây, nghe đây, truyền cho chúng dân phải cúc cung cúi mặt khi thanh chúa lâm hành. Nghe đây, nghe đây. Thật là phúc đức cho nhà ta. Hương Lan, hãy mau trải chiếu rắc hoa để tỏ lòng kính thờ Minh Chúa đi con. Hà Lâm, dạ, phụ với bác một tay nào. Dạ. Bác hai à, một tử mới mơ làm quan thì đã gặp vua, chắc là điềm lành. Mình phải rắc thật nhiều hoa trên chiếu. Ủa, thằng một tử nó thích làm quan lắm hả? Dạ phải, làm cận thần của vua. Rồi có ngày bác và Hương Lan phải trải lụa rắc hoa để đón mừng một tử. Ôi, bác cũng mong có ngày đó lắm. Nhưng cháu đừng quên, người có nhiều tham vọng càng trèo cao thì càng té đau. Dừng lại, ta muốn dừng lại đây chốc lát để nhìn cảnh sắc hữu tình. Là tất cả tấm lòng thành của chúng dân đặt dưới chân thánh thượng bước nhàn du. Cảnh sắc thật hữu tình. Kìa,
Thảo trang ấy trầm mặc đứng cạnh giường quả trắng, như tuổi già trăng tóc của ta ngàn đời lưu liên với tình xuân. Tâu bệ hạ, đây là Bạch Hoa Thôn, một thôn đẹp nhất có nhiều hoa trắng. Bạch Hoa Thôn kìa. Một giai nhân. Nàng kia, nàng là ai? Dạ, kẻ quân dân quê hèn ngũ dốt. Nếu thánh thượng không chê lễ mọn, xin dâng lên thánh chúa chén trà chúc thọ. Hả? Chưa qua trải đường rồi, rồi bây giờ lại có trà chúc thọ. Được, được, trẫm nhận lễ. Truyền chỗ đó hãy bình thân. Dạ muôn tâu, xin cho kẻ hèn này được quỳ dưới chân rồng. Kìa, thánh thượng đã truyền, nàng không có quyền do dự. Dạ. Kìa, người đẹp Bạch Hoa Thôn sao quá khiêm nhường thủ lễ. Nàng hãy đứng dậy đi, đứng dậy đi để chờ trăm uống cạn chung mà. Chúc họ gác mùi hương, rồi hãy kể cho đậm nghe có mây thư hoa màu xinh trắng lành. Trà có mùi hương kỳ diệu, uống vào lấy tâm thần quán lạc. Không ngờ ở Bạch Hoa Thôn mà cũng mới có trà tiên thơm lành. Dạ, mong miền trời thứ tha cho tôi chết, vì không có chén ngọc bình vàng để dâng lên thánh chúa. Không, không, chanh nơi hễ trà ngon thì đâu cần bình vàng chén mà chỉ cần có bàn tay biết làm bốc hương say. Dạ muôn tâu. Nào người đẹp hãy cho ta thêm một chén trà huyền diệu để ta mời quan thừa tướng nhấp thử một mùi hương. Tâu dân. Thừa tướng, ta mời quan thừa tướng. Xin đa tạ thanh quân. Thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Quả là lời khen của một thiên tử. Muôn tâu, theo ngu ý thật không thể có một thứ trà nào ngon hơn được. Dạng tạ, thượng quan đã quá khen. Quá khen hay không đủ lời ca ngợi tài pha trà khéo léo của mỹ nhân. Trẫm ước ao làm sao. Nàng hãy cho bổn chức biết làm thế nào có thể được hương trà kỳ diệu ấy. Bẩm, tiểu nữ không thể nói được bằng lời bí thuật ướp trà của dòng họ Lý. Dòng họ Lý? Dạ. Làm sao trẫm đoán được mỹ danh của giai nhân dòng họ Lý? Muôn tâu, tiện danh là Lý Hương Lan. Lý Hương Lan. Lý Hương Lan. Tên nàng là cả một trời hương sắc mà quả nhân thường lạc giấc chim bao. Giấc mộng hiền hòa với những khúc thần tiên mà nghề trăm luôn luôn làm kẻ mơ mộng tình si. Hương lan tên của muôn sắc mơ màng, ta nghe như vũ trụ quay cùng
ta mong được là gió là trăng đầy, để muôn đời làm bạn với hương lan. Muôn tông tên nữ chỉ là vô danh thảo, được sanh chốn sơn lâm quan dài, thì đâu có chút sắc hương gì mà thanh thường phí lời khen. Ôi, dường như ta đã quên đường tớ lại, và cũng không còn nhớ mình là ai. Muôn tâu trời đã về chiều, xin thân thương mau tiếp hồi cung. Rồi ta sẽ không quên hương trà của dây nhân vườn hoa trắng giả biết nàng. Xin lại tạ thánh quân. Thật là vinh dự cho mẹ con ta được nhìn tận mặt thánh quân. Mẹ dù chết cũng không ân hận. Mẹ ơi, nói mẹ nghe nè. Nãy con thấy ông vua đó, ông nhìn con á, cặp mắt kỳ quá hà. Con thấy hình như ông có vẻ gì. Đúng đó bác hai. Cháu cũng thấy nhà vua như có cái vẻ gì. Ngặt cái ông là vua khó nói quá bác. Sao cháu muốn nói cái gì? Cháu muốn nói ông có vẻ là chánh vì vương lắm. Trời đất ơi, thì Minh Quân là chánh vì vương chứ gì cháu? Dạ không, cháu muốn nói vương là vương kia kìa. Vương là dê đó bác. Đúng đó mẹ con. Thôi, hai con, coi chừng quan quân còn lẩn khuất đâu đây. Nè, đừng có nói bậy mà đứt đầu nó nghe. Gì mà cà rụp nữa đây? Dạ, già này xin cúi lại thượng quan. Lão bà đây là... Bẩm, già là hiền mẫu của Ly Hương Lan. Không hẹn mà lão bà đã chờ sẵn đây để nghe lệnh chỉ của đức vua. Lệnh của vua? Đúng, thanh thượng đã dỗ giả hồi cung, để rồi dỗ giả dừng lại cách đây nửa dặm. Lại trời cho mình rồng của thánh thượng được an lành. Không phải hoàng thượng dừng lại vì mệt nhọc, mà để lưu luyến Bạch Hoa Thôn, vì thanh y đã được ghi trong lệnh chỉ. Tất cả hãy quỳ xuống nghe lệnh chỉ. Nhân mùa trăng, ba quan thượng vui hội để mừng cảnh thái hòa của non nước. Trẫm truyền lệnh cho đòi giai nhân dòng họ Lý vào cung, để triều thần văn võ có dịp thưởng thức mùi hương trà kỳ diệu, lệnh chỉ của Khánh Minh Hoàng đế. Tôi nói có sai đâu, thiệt là chánh vì vương. Dạ, bẩm thượng quan. Bọn chức chỉ là một bầy tôi đã tuân lệnh để chờ một người biết tuân lệnh. Nghĩa là ngay bây giờ đây nàng phải nhập hoàng cung, vì đức vua đang tha thiết mong chờ. Chờ sai lại hương trà hồi xuân nàng đã kính dâng. Xin thượng quan thương dùm với đức trên kim thượng, con có mụ quê hèn đâu đáng được vào cung son đấy hầu hạ tánh quân. Một khi vua nghe đã chọn thì trời khôn ngàn đất cũng có đổi thay. Kia là kiểu hoa đang chờ sẵn dài nhân. Dạ, dập đầu trăm lại ngàn lại thương quan. Xin dùm thứ hai bộ cành quá dài, đã có chủ rừng xanh tàn rồi thời mộng trong gió mưa cuồng loạn. Sao? Nàng nói thế có nghĩa là... Dạ bẩm, dạ tiện nữ là gái đã có chồng. Nàng đã có chồng? Dạ bẩm. Dạ, dạ. À, chồng nàng đâu? Dạ đây anh Hà Lâm. Đây mình lại thượng quan đi cầu xin thượng quan che chở đi chàng. Dạ bẩm. Dạ dạ
trăm lại thượng quan, ngàn lại thượng quan. Già này chỉ có một chút cây để lo việc nuôi dòng phụng tử. Nếu nay bị bắt buộc tấn cung thì dòng họ Lý ở Bạch Hoa thôn. Mai hậu hết đời trồng hoa trắng hái trà xanh. Bởi kính thờ Minh Chúa nên nhà này mới bài chuyện tiếp nghìn, để rồi rước lấy hòa tình thông. Vậy mong thượng quan về triều ca tấu lại, mai ra thanh chúa đồng lòng, không nỡ chia rẽ đôi vợ chồng. Dạ, vợ chồng tôi mới cưới, cưới ngày hôm qua, tình đang đầm ấm thiết tha. Lẽ đâu một ông vua già đòi vào cung hầu hạ pha trà. Nếu vua bắt vợ tôi thì tôi tự vận, cho thấu tới Ngọc Hoàng giới thiên lôi. Thiên tử muốn là trời muốn, ngươi hãy gian ra. Dạ bẩm, tôi... Gian ra! Thượng quan, xin thượng quan hãy buông tha cho con tôi. Quân sĩ! Dạ. Xin mời người đẹp. Khoan, nếu quan bắt vợ tôi sẽ... Đừng dài dòng, quân. Dạ. Ra tay. Trời ơi, vợ tôi, vợ. Con, vợ. Con. Có ta đây. Giám nghị quan Trần Như Thị. Giám nghị quan Trần Như Thị là ta, mà sứ quan Như Thị cũng là ta. Quan quân gian ác, các ngươi hãy xem đi. Trong tay ta có bảo kiếm trừ gian của tiên đế, kẻ nào có hành động vô phép ta chém bay đầu. Này ông sử quan, trước đào sầm hương này ông nên biết giữ lễ và lựa lời, nếu không thì không kịp hôi đó. Chính danh của ta là Trần Như Thị, nên ta muốn Như Thị ghi vào sách sử tất cả hành động của mi để đời sau soi xét. Chính mi là Ma Vương, đã đầu độc đức vua và biến đức vua trở thành hôn quân đâm say tự sát. Quan thái sử, ngài cho qua nghi thờ như thế, ông đừng quên, ông là người viết sử, nhưng xét duyệt sách sử là quyền của đức vua. Ông là gian nghị quan, nhưng ông chỉ được nói những điều mà vua thích. Như bảo kiếm từ gian của tiên đế trong tay, tôi nhìn nhận là ông có quyền chém tôi nếu tôi có hành vi phạm pháp. Nhưng tôi đoán chắc chứ ông là ông phải khuất phục trước một người. Tôi sẽ chém bất cứ người nào nếu người đó có hành động hại nước hại dân, vô luân trái đạo. Vậy thì tôi xin mách với ông, đây là kẻ phạm pháp có quyền cao nhất. Kẻ nào? Thiên tử. Trời. Thanh thường.